Ngày 26 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử nhóm các bị cáo liên quan đến đường dây tiếp tay chuyên gia nước ngoài dỏm ở lại Việt Nam trái phép. Bị cáo Lê Văn Thoại, trú thành phố Hồ Chí Minh, bị xét xử về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, đưa hối lộ. Bị cáo Lê Xuân Thành, trú tại Quảng Nam, Nguyễn Thị Phương Lan, trú tại Đà Nẵng, Nguyễn Trần Anh Tuấn, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Bị cáo Nguyễn Thành Nam, trú thành phố Hồ Chí Minh, về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Và Nguyễn Văn Phong, cựu cán bộ phòng Việc làm và An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, về tội nhận hối lộ. Cáo trạng thể hiện thông qua nhóm người Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Lê Xuân Thành biết được một số công dân Hàn Quốc đã nhập cảnh theo diện DN và DN1 sắp hết hạn thị thực, nhưng có nhu cầu muốn ở lại Việt Nam lâu dài. Thành biết rõ những người này không phải là các chuyên gia để được xin cấp giấy phép lao động loại LD1. Nhưng Thành đã chủ động liên lạc và đặt vấn đề giúp số người Hàn Quốc này có thị thực để ở lại Việt Nam lên đến 2 năm với giá là 1.000 đô la Mỹ một người để xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú. Các bị cáo Thoại, Thành, Lan, Tuấn đã cấu kết với nhau nhiều lần tổ chức cho nhiều người có quốc tịch nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Trong đó, Thoại tổ chức cho 127 người, thu lợi trên 398 triệu đồng. Thành tổ chức cho 22 người, thu lợi 94 triệu đồng. Lan tổ chức cho 20 người, thu lợi 46 triệu đồng. Tuấn tổ chức cho 4 người, thu lợi trên 18 triệu đồng. Để làm hồ sơ xin cấp phép lao động, tạo điều kiện cho những người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, Thoại đã nhiều lần thuê Việt Nam. Thoại đã nhiều lần thuê Nam làm giả 297 hồ sơ, 196 giấy chứng nhận chuyên gia, lý lịch tư pháp và 101 giấy khám sức khỏe giả. Qua đó, Nam đã thu lợi trên 74 triệu đồng. Thoại đã 7 lần đưa hối lộ cho Nguyễn Văn Phong là cán bộ phòng Việc làm và An toàn lao động, và Phong đã 7 lần nhận hối lộ của Thoại với tổng số tiền là 79 triệu đồng.